hoàn pháp ở Mỹ đi, bởi vì ở Mỹ đây mà Phật tử mà ngộ đạo hiểu đạo rồi theo hòa thượng thì nhiều lắm, nhưng mà hòa thượng cứ bỏ hòa thượng như mẹ bỏ con hoài thì nó bơ vơ. Thì ở Việt Nam người ta cũng nói vậy, ở Việt Nam người ta cũng nói vậy hả. Thì bây giờ tôi hai bên đều không có bỏ, cho nên tôi phải đi đi lại lại. Trên như 6 tháng rồi con đâu có tu hành gì, chẳng hạn như con đi theo. Bây giờ con trở về con mới tu lại cái tu của mình. Nó đó, rõ ràng cũng tu á, tự mình hỏi, tự mình nghiên mang. Bởi cái tu khó lắm, hoàn thành cái này dẫn chắc chứ tu vô tà đạo. Dễ, tu chắc rồi làm sao? Tu chắc thì mình nói nghiệp thế là tới tu tới được. Không có ai nói nghiệp. Cái đó ai ai muốn tu là tự mình á, chứ là có thì ở đây ở đây là cái cụ ở đây nó được cái hỏi, nếu mà mình thắc mắc về pháp môn thì mình hỏi đi, hỏi cho nó tự tận rồi hiểu rồi cái khi ngồi Việt Nam mình tiếp tục mình tham, mình tiếp tục mình lên mình tự tu. Tại mấy cô không biết cái trong cái đường tu của mình á, nó có cái con ma đi theo dẫn dắt, mình phải có thầy dẫn dắt. Cái con ma cũng là tâm mình tạo. Dạ, cho nên phải có thầy hiểu thầy mới trị mới được chứ. Chứ mà tu tu rồi ma nó đưa đường dẫn lối. Nó không phải tu thiền, nó không phải tìm mà nghi mật ma nó nào nhà vô được, tại nó có kẻ mở tới nhà vô đó. Tới chính Phật mà tu mà ngồi dưới góc cổ bộ cổ đề mà ma quỷ còn tới kẻo lã này đó rồi bù quá thật. Nhưng mà nó không dính vô lắm, nó không dính vô đâu. Người ta nói cái số đắc vô số cầu vô số sở. Tại muốn đắc, muốn cầu, muốn sợ, mới có mà nhập được. Thưa Thầy, con nhận xét thấy là tất cả những cái lời Thầy dạy đó, Thầy chú tâm và thấy vào cái tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ trong Trung Quán Luận. Không phải, thì, không phải. Tất cả lời của Phật, Chư Tổ đều làm một thứ, không có hai thứ. Dạ, có một thứ, nhưng mà nó, Thầy chú Trung Quán Luận nhiều. Như hư không vô sở hữu mà không có, trống rỗng. Dạ. Thầy dùng chung con loại nhiều thì nào, bây giờ tôi giải thích cái trong rộng nè, là đúng thầy mới đạt nha. Hiểu cái trong rộng vô sở hữu á. À. Cái trong rộng vô sở hữu á thì Phật pháp gọi là tánh không á. Không tức là trong rộng. Vì trong rộng á cho nên không có khứ lai. Gắn cái tên gọi là Như Lai. Nhớ là đúng như bản lai đó. Nhưng mà trong rồi á, khắp thời gian thì không có gián đoạn sanh diệt, cho nên gắn cái tên gọi là Niết Bàn, tức là không sanh không diệt đó, tức là không có gián đoạn, nhưng mà có gián đoạn thì sanh diệt á, cũng là cái nghĩa trong rộng vô sở hữu đó. Vô sở hữu thì không có chỗ để trói buộc, cho nên gọi là giải thoát, chứ không phải là bị trói rồi mỏ trói mới giải thoát. Bây giờ những người học Phật á tưởng là có trôi rồi mỏ trôi rồi gọi là giải thoát, nhưng mà sự thật đó là ngộ được trống rỗng không có chỗ để trôi, tức là giải thoát rồi. Cái giải thoát là giải thoát sẵn, chứ không phải là bị trôi rồi mỏ trôi mới giải thoát. Chỉ cần ngộ á. Con thấy trong Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ thì có chữ như không chân không diệu hiểu. Cái thầy có thể giảng thêm nữa được không? Tại ông chưa có thấy cái Trung Quán Luận á. Yếu chỉ Trung Quán Luận của tôi đó. Còn chấp cái chân không dụ hữu. Nếu mà thôi để tìm hiểu thêm với con. Nếu mà không có tương đối á thì làm sao có chân không có dụ hữu? Rồi theo trong kinh Phật thì nói có 18 cái không, 18 cái không thì cái đó ở trong mà không thấy có chữ, cái đó là theo cái tánh chấp của chúng sanh. Yeah. Ở trong cái đó là 18 cái nhớ không hay là cái gì không, có 22 cái ở không trong cái kinh Lăng Giả. Cái duy thức là theo cái tâm của chấp của chúng sanh mà giải thích á. Cho nên Phật phải lật ra nhiều cái danh từ. Tại á mấy cái danh từ của ngoại đạo, mấy cái giải thích của ngoại đạo cũng giống như lời Phật, cho nên á Phật phải giải thích kỹ, nó khác hơn cái ngoại đạo. Tức là
ở trong kinh Lăng Già Phật dùng cái duy thức để phá cái chấp của ngoại đạo. Thì ông nói cái đó đó, điều Phật đã có giải thích ở trong cái cuốn kinh Lăng Già. Để có gì giờ ông thỉnh cuốn về coi là sẽ biết ha. Với cái cuốn mà Yêu Chỉ Trung Quang Luận á, chắc ông cũng chưa coi á. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch các bạn đồng tham, giờ này là giờ giải đáp thắc mắc. Quý vị nào có gì thắc mắc thì hỏi. Cái Phật pháp á là muốn ngộ biết mình ha. Cái chân tâm của mình là sẵn sàng á, tức là không có cái gì không biết, tức là biết chứ không biết á là cái của bộ não. Chứ không phải là cái biết của chân tâm. Cái biết của chân tâm là cái bằng bất nghị, không có tương đối. Không có tương đối thì không có biết với không biết để tương đối. Nó là sẵn. Phật Thích Ca là dạy mình để hiện được cái biết của chân tâm. Nhưng mà bây giờ á, muốn hiện cái đó thì phải dập cái chế khuất á. Bây giờ tôi nói ha, cái phải nói cái chẳng cụ thể để cho dễ hiểu. Tôi thí dụ nè ha, bây giờ tham thiền là cái bằng tham thoại đạo, khăn thoại đạo. Chỗ này là thoại đạo, chỗ này là thoại dĩ, tức là lui á. Còn cái này là cái hệ thống thần kinh đó, tức là cái biết của bộ não và không biết của bộ não. Cái biết của bộ não á thì á theo cái biết để tu á gọi là Như Lai thiền, còn dùng cái không biết của bộ não để tu á gọi là Tổ Sư thiền, mục đích cũng đến thoại đạo. Tại sao gọi là thoại đạo? Thoại là lời nói, đạo là đạo tiên lời nói, tức là sư có ý niệm muốn nói. Nghĩa là nếu mà mình khỏi ý niệm muốn nói, mặc dầu sư nói ra miệng là thoại dĩ rồi là lui. Thoại đạo là sư có ý niệm muốn nói mới lại gọi là thoại đạo, tức là sư có nỗi niệm nào hết. Còn bây giờ mình tham thiền á, dùng cái không biết của bộ não là có cái ý niệm không biết rồi thì chứ không phải là thoại đạo. Nhưng mà mục đích là muốn đến thoại đạo, cho nên mới gọi là tham thoại đạo, khăn thoại đạo. Tham là hỏi câu thoại để kích thích cái niệm không biết, rồi khăn là kéo dài cái không biết đó. Thiền tông gọi là nghi tịnh đó.
đã hỏi với nghìn hai cái một lượt đi song song để giữ cái không biết, giữ cái nghi tình, thì cái nghi tình này sẽ lừa hành giả đến thoại đạo. Tại sao vậy? Tại bây giờ nhờ cái không biết của bào não á, dập những cái biết á, tức là tìm hiểu biết, suy nghĩ biết, ghi nhớ biết, ba cái biết này dập hết thì đến thoại đạo. Nhưng mà còn cái không biết cũng còn che khuất, cho nên giờ phút cuối cùng á, từ chỗ này cái bằng đầu xào chăm thức tiên lên mặt bước á, thì cái không biết cũng tan rã, tức là cái nghi tình bùng nổ đó, thì biết và không biết của bộ não nó sạch, thì cái biết của chân tam nó dạng lên đó, khắp không gian, khắp thời gian, không có chỗ nào không biết, không có lúc nào không biết. Vậy á thì người ta lật ra câu hỏi để hỏi tôi nè, vậy mình á bây giờ dùng cái không biết lẽ tu đến thoại đạo thì sắp chân tan á. Tại đến thoại đạo á thì có thể một phút sau chân tan, có lâu nhất cũng phải một tháng, trong một tháng phải chân tan, tức là đến thoại đạo thì sắp chân tan. Chế sắp chân tan thì sắp biết, phải không? Tôi nói không, không được nói là sắp biết. Vậy người hỏi nó không sắp biết, tức là dĩ nhiên không biết như cục gỗ, cục đá, không biết gì cả. Tôi nói không phải vậy. Tại cái biết của chân tam nó không bao giờ ngưng. Nếu mà ngưng rồi biết lại á thì mới nói sắp biết được. Nó không ngưng mà. Nó bây giờ không hiện ra, nó là chỉ là bị che khuất, nó đâu phải là ngưng biết bây giờ á. Nhưng mà người hỏi cũng chưa hiểu, cho nên tôi phải kêu thay cái câu hỏi lại. Nó hỏi là trời gần sáng rồi, mặt trời sắp chiếu, được không? Không được. Mặt trời không thể nói sắp chiếu. Tại sao vậy? Tại mặt trời đâu có ngừng chiếu mà nói sắp chiếu. Mặt trời đâu phải là sáng mới bắt đầu chiếu thì mới nói là sắp chiếu. Hồi hôm nó cũng lặng chiếu vậy, nó chỉ là bị che khuất thôi, đâu phải là sáng mới bắt đầu chiếu đâu. Thì tâm mình cũng vậy, nó không phải là con ngừng, cho nên không thể nói là sắp biết. Cũng như mặt trời không thể nói là sắp chiếu vậy. Nhưng mà bây giờ ai cũng biết á, mặt trời bị mây đen che khuất. Vậy á, cái biết của chân tâm bị cái gì che khuất? Là bị cái biết của bộ não che khuất. Bị cái biết và không biết của bộ não che khuất. Cho nên Phật Thích Ca mới dạy mình tham tấu sư thiền. Đầu tiên đó thì nhờ cái không biết của bộ não làm công cụ để dập cái biết của bộ não. Ba thứ biết dập hết đến thoại đạo. Cuối cùng thì cái không biết của bộ não cũng dập luôn, thì gọi là chân tánh thành Phật. Thì chân tánh là tại chân tâm nó hiện lên, gọi là chân tánh. Tức là cái chân tánh của tâm đó, gọi là chân tánh. Nhưng mà chân tâm á thì là cái danh từ ai cũng nói được, nhưng mà tam là cái gì thì không có ai biết. Tôi nói không ai biết á, luôn cả Phật Thích Ca cũng không biết nữa. Tại sao vậy? Tại nếu mà nó bị Phật Thích Ca biết được á thì nó thành sở biết. Sở biết, nếu mà có sở biết thì có năng biết là nhị. Tức là tương đối thì không phải chân tam. Nhưng mà tại sao mà Phật Thích Ca đã chứng quả rồi, chứng diệu giác rồi, tại sao Phật Thích Ca còn không biết? Không phải là Phật Thích Ca không biết. Tại á, cái chân tâm tức là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca tức là chân tâm, chứ không phải là hai. Thì mình chân tánh thành Phật cũng vậy. Mình tức là chân tâm, chân tâm là mình, tức là Phật á. Chứ đâu phải là có cái năng biết để biết cái chân tâm là sai lầm. Thầy, khi mà chân tâm mà hiện lộ ra rồi đó, thì có phải lúc đó là lúc mà đạt đến cảnh trí đạt tới cái đó là thí dụ á. Đại viên cảnh trí là cái